Xin chào mừng các bạn đến với linh kiện 789.vn Vlog 789. Nhận được nhiều phản hồi của những bạn mua sản phẩm bên mình là không biết sử dụng các cái sản phẩm mạch tăng áp từ bình ắc quy 12V. Thì ngày hôm nay bên mình sẽ làm một video này để hướng dẫn các bạn cách sử dụng. Hiện tại ở đây mình đang có bao gồm là 5 loại mạch tăng áp khác nhau từ nhỏ đến lớn. Và tất cả các mạch tăng áp này là thường xuyên được các bạn sử dụng trong những cái loa kéo hoặc là trong những cái ô tô để chúng ta nghe công suất lớn. Ở đây mình có mạch tăng áp 12V lên 48V đối xứng, 12V lên 28V đối xứng, 12V lên 40V đối xứng. Và cái mạch này rất đa năng, nó có thể lên 10V đối xứng cho đến 60V đối xứng. Cái mạch này, mạch này là mạch tăng áp từ 12V DC có thể lên đến 30V DC. Còn đây là mạch tăng áp từ bình ắc quy 12V lên 12V đối xứng. Và chúng ta sẽ đi lần lượt từng mạch to đến mạch nhỏ. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đấu nối. Đầu tiên là mạch tăng áp từ bình ắc quy 12V lên 48V đối xứng. Giá cái mạch này bên mình đang cung cấp là 840.000. Hiện tại thì như các bạn đang thấy ở trên tay mình, đối với mạch này đã được gắn sẵn nhôm tán nhiệt hoàn thiện như thế này. Trên mạch nó được sử dụng 8 con MOSFET IRF3205 để kích công suất. Đầu ra sẽ có 4 con diode để nắn cầu lọc nguồn. Và có 4 con tụ 63V 10.000mi để lọc nguồn. Hiện tại lúc nãy mình vừa cấp nguồn vào nên bây giờ đèn nó đang sáng, đang còn tích điện trong tụ. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng. Tất cả các thiết bị thì bao giờ nó cũng sẽ có công tắc nguồn, đúng không ạ? Thì công tắc nguồn mình sẽ lấy ví dụ là cái này. Các bạn sẽ đấu nối như sau. Ở trên đầu vào chúng ta sẽ có 3 cọc nằm ở vị trí này. Thì công tắc các bạn sẽ đấu vào cọc bên trái và cọc giữa. Công tắc miễn các bạn có công tắc là được, không cần phải công tắc dòng lớn hay dòng nhỏ gì cả, cứ có công tắc là được các bạn nhé. Rồi, nguồn cấp vào thì dương bình ắc quy các bạn sẽ cấp vào chân bên trái, đây là dương bình ắc quy. Âm bình ắc quy thì các bạn cấp vào chân bên phải. Thì khi này công tắc các bạn chưa bật thì mạch chưa hoạt động. Muốn mạch hoạt động thì chúng ta cần phải bật công tắc lên. Đây, mình sẽ bật công tắc lên. Đấy, bóng đèn sáng hơn rồi đấy, có nghĩa là hiện tại bây giờ nó đang hoạt động. Đầu ra thì chúng ta sẽ có bao gồm hai cái cụm 3 chân như thế này, 3 cái cọc viết ốc như thế này. Thì đây là đầu nguồn ra chính. Nếu như bình ắc quy các bạn đầy thì nó thậm chí có thể ra đến tận 53V đối xứng. Còn như bình ắc quy thông thường mà khoảng tầm 12 hoặc dưới 12V một chút đấy thì nó ra khoảng tầm 48 đến 50V. Và bên đây có một cái rắc 3 chân để ra nguồn phụ là 15V đến 17V đối xứng. Bây giờ mình sẽ tiến hành đo bằng đồng hồ. Ở đây mình có một chiếc đồng hồ, mình sẽ đo hai chân ngoài cùng của cái nguồn chính. Nó là 105V. Chân giữa và chân trái 52,8V. Chân giữa và chân phải cũng 52,8V. Tiếp tục đo hai cọc bên đây thì cũng tương tự như vậy thôi, 105,5, 52,8 và 52,8. Như vậy là hai cái cọc này, họ thiết kế ra hai cọc để chúng ta có thể cho ra kênh bên trái và cho ra kênh bên phải. Đó là cấp nguồn cho mạch công suất. Còn đối với cái mạch này, công suất hoạt động liên tục của nó được khoảng tầm từ 1.200W đến 1.500W. Còn công suất max của nó có thể lên được 2.000W. Nhưng khi đó các bạn cần phải cho thêm quạt tán nhiệt vào đây để nó hoạt động tốt hơn. Và bây giờ mình sẽ đo nguồn phụ. Nguồn phụ thì hai chân ngoài cùng của nó hiện tại là 34,7V. Chân giữa và chân trái 17,3V. Chân giữa và chân phải 17,3V. Ok, như vậy là cách sử dụng rất là đơn giản thôi.
các bạn chỉ việc cấp nguồn, nối vào công tắc và đầu ra cứ thế là chúng ta lấy ra để cung cấp cho mạch công suất hoặc là mạch âm sắc, mạch mic. Rồi, đó là đối với mạch tăng áp từ 12V lên 48V đôi. Bây giờ mình sẽ để sang một bên. Đối với mạch này các bạn có thể cấp nguồn cho hai mạch công suất loại 8 sò đánh căng luôn. Tiếp tục đến cái mạch tăng áp từ bình ắc quy 12V lên cái nguồn điện gọi là nguồn điện đa năng đi. Nhưng mà bên mình đã đặt cho nó cái tên là từ 12V lên 40V đôi, đó là cái tên của nó. Thì thực chất ra cái điện áp đầu ra chúng ta có thể điều chỉnh theo ý muốn. Hôm trước mình đã điều chỉnh một lần rồi, nó có thể xuống thấp nhất là 10V đối xứng và có thể lên cao nhất là 60V đối xứng, có nghĩa là đáp ứng được tất cả các mạch công suất. Nhưng đối với phiên bản này thì nó có một cái điều hạn chế, đó là công suất mắc của nó được khoảng tầm 800W thôi, 7 đến 800W. Còn công suất hoạt động liên tục từ 500 đến 600W. Đầu vào thì cũng tương tự như cái mạch kia, cũng sẽ có 3 chân. Chúng ta cũng sẽ kết nối tương tự, cũng 2 chân công tắc ở đây, chân dương bình ắc quy đây và chân âm bình ắc quy. Đầu ra thì chỉ có một cái cọc 3 chân thôi, bởi vì mạch này thường xuyên sử dụng trong những cái loa kéo. Vì loa kéo là chỉ có một mạch công suất thôi, 3 chân. Và đây cũng ra nguồn phụ. Thì cái nguồn phụ này nó sẽ thay đổi theo cái nguồn chính. Có nghĩa là nguồn chính nó ra cao thì nguồn phụ nó cũng ra cao theo. Bây giờ mình sẽ làm một ví dụ cho các bạn xem. Đầu tiên chúng ta sẽ đấu công tắc vào. Mình sẽ tắt công tắc đi. Cấp nguồn dương cho mạch, cấp nguồn âm. Lúc này công tắc chưa bật thì mạch chưa hoạt động. Bây giờ mình sẽ bật công tắc. Phía trên này thì mạch nó có một cái bóng đèn báo nguồn, như vậy là mạch đã hoạt động. Mình sẽ đo cái mặc định của nhà sản xuất người ta để là bao nhiêu vôn nhé. Hiện tại điện áp cộng trừ hai đầu của nó là 80, cho là 87V đi. Như vậy là điện áp đối xứng hiện tại bây giờ là 43,5V. Các bạn có thể điều chỉnh một cách như sau. Chúng ta sẽ cần một cái tua vít hai cạnh. Các bạn sẽ chỉnh cái biến trở nó nằm xanh xanh ngay bên cạnh đây, theo chiều kim đồng hồ. Thì hiện tại bây giờ mình tăng cho chiều kim đồng hồ thì nó hết mức rồi. Hôm trước thì nói thật là cái mạch hôm trước mình tăng lên thì nó có thể tăng lên được 120V. Nhưng hiện tại bây giờ cái này mình xoay lên là hết cỡ rồi. Chắc nhà sản xuất người ta có sự thay đổi. Chứ mạch phiên bản lần trước là nó có thể tăng lên 120 cơ. Bây giờ mình sẽ thử giảm xuống nhé. Quay ngược chiều kim đồng hồ. Ngược thì nó giảm xuống. Đó. Đấy, như các bạn thấy hiện tại bây giờ nó xuống đến 10V đối xứng rồi. Thì đối với mức điện áp 10V đối xứng thì rất ít cái mạch công suất người ta sử dụng như vậy. Nhưng mà nó có thể làm được như vậy, thậm chí nó đang còn xuống nữa này. Rồi, như vậy là đối với mạch này thì nó là như vậy. Chứ còn phiên bản lần trước là nó lên được những 60V đối xứng cơ. Nhưng mà lần này mình không biết là nhà sản xuất có thay đổi gì không. Mình nghĩ là thay đổi con biến trở này, nên là nó mới thay đổi một cách như vậy. Chứ còn lần trước là nó lên 120 cơ. Lần này thì tối đa như lúc nãy mình thấy đấy. Đó, lên đây là hết rồi này. Lên đến 87V là hết rồi. Như vậy là đối xứng của nó là 43,5V. Thì bây giờ mình sẽ giảm xuống còn 41V đối xứng nhé. Vì là các bạn thường xuyên sử dụng cái nguồn là 41V đối xứng. Ok, mình sẽ để ở mức là 82,6V. Thì như vậy là điện áp đầu ra của nó sẽ khoảng tầm là 41V đối xứng. Đấy, để cho sử dụng tối ưu nhất.
khi chúng ta cho mạch công suất vào. Đấy, thì khi 40V đối xứng thì đầu ra của nó cũng sẽ là nguồn phụ là 16,9, cho là 17V đối xứng đi. Hiện tại bây giờ đầu ra của nó là 17V đối xứng nguồn phụ. Đó, ok. Đó là cách sử dụng của cái mạch này. Tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang một cái mạch khác, là mạch tăng áp từ 12V bình ắc quy lên 28V đối xứng. Đối với mạch này thì xem nào, bên mình đang bán giá bao nhiêu nhá. Mạch 12V lên 40V đối xứng này bên mình đang cung cấp là 780.000. Rồi chúng ta để sang một bên. Tiếp theo đến mạch 12V lên 28V đôi. Cái điện áp 24 đến 30V đôi thì đa số là những cái mạch công suất Class D là nó dùng cái nguồn thấp như vậy. Còn những cái nguồn cao như hai cái mạch vừa rồi á thì đa số là nó sử dụng cho những mạch sò Sanken hoặc là sò Toshiba. Đối với mạch này thì nó sử dụng bao gồm 6 con MOSFET. MOSFET ở đây là IRFZ44N và có hai con diode nằm ở vị trí này làm nhiệm vụ nắn cầu lọc nguồn. Công suất cái mạch này thì nó rơi vào tầm 500W thôi. Bây giờ mình sẽ cung cấp. Cách đấu nối thì cũng tương tự như cái hai cái mạch lúc nãy, cũng là công tắc nằm bên trái. Rồi, chân dương nằm bên trái. Chân âm nằm bên phải. Chúng ta sẽ bật nguồn lên. Như vậy là có đèn sáng báo là mạch đã vào nguồn. Và đối với cái mạch này thì điện áp của nó là điện áp cố định, chúng ta không thể điều chỉnh. Hai chân ngoài cùng hiện tại là 60V. Chân giữa và chân trái 30,2. Chân giữa và chân phải 30,2. Và bây giờ chúng ta sẽ đo nguồn phụ. Nguồn phụ của nó là hai chân ngoài cùng 30,5, chân giữa và chân trái 15,2, chân giữa và chân phải 15,2. Như vậy là điện áp chính của nó là 30V đối xứng, điện áp phụ của nó là 15V đối xứng. Đó là đối với cái mạch 28V đôi này. Bên mình đang cung cấp với giá là 620.000. Tiếp tục chúng ta sẽ đi sang một cái mạch khác. Đây là một mạch các bạn có thể gọi là bốc hoặc có thể gọi là tăng áp cũng được, không vấn đề gì cả. Đây là một mạch tăng áp từ điện áp bình ắc quy. Nó có thể sử dụng điện áp từ 1. Mình xem nào. Nó có thể điện áp sử dụng cái điện áp đầu vào từ 10 đến 12V. Và điện áp đầu ra của nó có thể tăng lên đến 12 đến 35V với cái dòng điện là 10A. Cách sử dụng đơn giản. Chúng ta sẽ thấy mặt sau của cái cọc này nó sẽ có chân out cộng out trừ, có nghĩa là OUT cộng và OUT trừ. Đây là nguồn đầu ra để chúng ta sử dụng. Còn in cộng và in trừ là nguồn đầu vào. Bây giờ mình sẽ sử dụng in cộng này là bình ắc quy này. Bẻ cái này đi. In cộng ở đây. Mình đang cấp nguồn 12V của bình ắc quy nhé. In trừ ở đây. Và như vậy ở trên mạch nó cũng có một cái đèn báo là trạng thái đã hoạt động. Bây giờ chúng ta sẽ đo đồng hồ đầu ra xem hiện tại mặc định của nhà sản xuất người ta sẽ để là bao nhiêu vôn. Hiện tại đang là 36,8V. Thì các bạn muốn điều chỉnh cái điện áp đầu ra, chúng ta cũng sẽ sử dụng một cái tu vít hai cạnh điều chỉnh ở đầu này. Các bạn sẽ vặn theo chiều kim đồng hồ xem là lên bậc bao nhiêu nhá. Hiện tại mình đang vặn theo chiều kim đồng hồ thì nó đã hết cỡ rồi. Và các bạn có thể nghe cái tiếng tách tách. Bây giờ chúng ta sẽ ngược chiều kim đồng hồ nhá.
điện áp sẽ giảm xuống theo cái nhu cầu sử dụng các bạn. Ví dụ như có những mạch công suất mà nó sử dụng bằng nguồn 24V thì các bạn sẽ điều chỉnh xuống nó khoảng tầm 25V, như vậy là tối ưu nhất. Khi chúng ta cho có tải vào là nó tụt xuống 24V là vừa. Đây. Những mạch công suất Class D mà sử dụng nguồn đơn thì đa số là mình thấy ở nhà sản xuất người ta đều là cho cái mức điện áp chúng ta sử dụng là 12-24V. Thì để mạch hoạt động hết công suất thì mình khuyên các bạn nên sử dụng 24V thì sẽ tốt nhất. Như vậy là mạch sẽ cho chất lượng âm thanh ra tốt nhất. Thì nếu như mà bây giờ các bạn muốn sử dụng nguồn từ bình ắc quy 12V mà dùng cho mạch công suất 24V thì chắc chắn các bạn phải mua một mạch tăng áp tương tự như thế này, để chúng ta có thể điều chỉnh điện áp đầu ra mà ưng ý. Bây giờ mình giảm xuống nữa thì nó có thể xuống được 20 này, 18 này, hoặc là thậm chí 15 cũng được. Đó. Như vậy đây là cái mạch tăng áp rất là đa năng đúng không ạ? Mình sẽ để mặc định là 25 đi. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục sang một cái sản phẩm khác, và cũng là sản phẩm mạch tăng áp cuối cùng của video ngày hôm nay. Một cái mạch mà rất nhiều bạn cũng thích nó. Nó nhỏ nhưng mà nó cũng mắc tiền. Trong khi đó thì nó làm việc cũng rất là hiệu quả. Thường thì các bạn hay chế làm loa kéo. Thì đối với loa kéo chắc chắn là phải có mạch âm sắc, phải có mạch micro thì mới thành một cái loa kéo karaoke được. Thì muốn karaoke được thì các bạn phải cần mạch âm sắc và micro. Nó sử dụng nguồn đơn. Mà những mạch nguồn đơn thì bao giờ chất lượng âm thanh nó cũng không thể bằng mạch nguồn đôi được. Mà nếu mạch nguồn đơn mà chất lượng hay đó, thì các bạn phải chịu một cái giá rất cao. Thì cái mạch này nó mang một cái nhiệm vụ là chúng ta cấp nguồn ắc quy 12V vào đây. Thì đầu ra của nó sẽ khoảng tầm 10V đối xứng. Nó sinh ra để cấp nguồn 14-30V DC. Thì đầu ra lúc nào nó cũng ổn định sẽ là cộng trừ 12V. Với dòng mắc của nó là 1.5A. Nhưng hiện tại chúng ta đang cấp nguồn vào cho nó có 12V thôi, thì đầu ra chắc chắn nó cũng sẽ sụt áp theo. Hiện tại đây thì các bạn thấy ký hiệu đầu vào là có chữ VIN và chữ GND. VIN là dương bình ắc quy, và GND là âm của bình ắc quy loại 12V. Các bạn có thể cấp vào từ nguồn ắc quy 24V cũng được, bởi vì là nó đang tối đa là 30V cơ mà. Mình sẽ cấp nguồn vào thì ngay ở trên mạch này nó sẽ có hai cái bóng đèn sáng. Hai bóng đèn sáng này có nghĩa là bây giờ nó đang cung cấp đầu ra là nguồn đối xứng. Mình sẽ đo hai cái cọc ngoài cùng trước. Hai cọc ngoài cùng của nó hiện tại bây giờ là 23.6V. Cọc bên trái và cọc giữa là 12.23V. Cọc giữa và cọc bên phải 11.38V. Đấy, như vậy các bạn thấy là điện áp đối xứng của nó ra nó lệch nhau một chút. Nhưng mà cái điều đó nó không quan trọng, bởi vì là khi chúng ta cấp nguồn vào trong mạch âm sắc và mạch mic thì bên trong đó cũng có một khối để ổn áp nguồn, nó sẽ ổn định. Sản phẩm này bên mình đang bán với giá là 190.000. Còn cái mạch tăng áp mà 12V lên 25V này, 35V này thì giá là 110.000. Rất cảm ơn các bạn trong thời gian vừa qua đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm của linh kiện 789.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Chào tạm biệt.